con mình ăn cơm ở đây nhỉ? Thịt. Cái này ngon không? Thịt hơi mặn mặn nhưng mà ăn cùng cơm thì vừa mẹ. Muộn thế này rồi mà Thùy Giang vẫn chưa lên mẹ nhỉ? Không biết em ấy đi đâu rồi. Chắc đang ngủ chưa dậy. Lần sau lên đi thì đưa em nó lên luôn đi. Cho vàng thêm tí nữa thì không biết hả? Vàng. Có cho đường không? À, chắc có. Mẹ ơi hơi nhiều ấy. Nhiều mì chính đấy mẹ. Thế này chả có gì, thịt dìm nước mắm luôn đấy mẹ ơi. Mua anh cho tôm vậy đi. Vâng. Thịt chả dìm nước mắm thì nó mới thơm chứ. Em thấy hơi nhiều ấy. Nhiều thì tôm và là vừa. Thế là nhiều ai? Ơ, Thùy Giang đi bộ lên à? Không, em bảo bạn em đèo nhưng mà bạn em về luôn rồi. Ờ, thế à? Chị mà... làm gì đấy? Chị đang rang tôm thịt. Ngon, ngon ghê. Mà sao giờ Thùy Giang mới lên? Tại là em dậy muộn về xong rồi em còn phải làm bài tập nữa, không mai còn kiểm tra. Chị tưởng em ngủ giờ này mới dậy. Ai ngờ cũng biết đường làm bài tập nữa đấy. Em hơi ngoan đấy. Dạ. Yeah. Sắp chín nữa chị, em đói bụng quá à? Sắp được rồi. Từ từ. Trẻ con giờ mới làm bài tập sao? Mẹ cho đường đây. Chắc có màu. Chắc ngọt. Chắc thì dầm nhá. Thôi ạ. Chị may ra cô thịt nhìn màu đẹp quá. Không. Chị nhá. Vâng, dành nó. Để em cắt ớt vào nhá. Ok. Ủa tắt bếp đi một trái thịt. Tắt rồi mẹ. Tắt rồi. Nhưng mà con đảo qua cái ớt cho nó. Thôi không lại. Cần. Thôi được rồi đấy. Rồi cho đĩa đi. Để em rút nồi cơm. Bếp ăn cơm. Thôi. Thưa con biết nấu thưa. Để con đi là cái muôi. Bây giờ để cho đến lượt Thùy Giang xúc cơm. Xới cơm. Để con đảo lên. Lâu lắm rồi hôm nay mẹ con mình mới ăn cơm ở đây nhỉ? Lâu lắm con cũng mới ăn tôm thịt. Tôm thịt này á? Vâng. Mẹ cứ tưởng bọn mày không thích ăn là chẳng bao giờ chẳng thích tôm. Em mẹ không hiểu con gái mẹ rồi. Có mỗi chị ông anh là không thích ăn tôm thôi. Còn con thì thích ăn cả tôm và thịt. Mẹ cũng thích ăn tôm rang thịt mà. Tôm rang thịt rất là ngon. Hôm nay có cả canh bầu hay canh bí đấy mẹ. Hôm nay là luộc bí xanh ăn cho nó mát. Chứ không phải là canh. Đấy, có nước này. Nước này, nước bột thôi. Nước canh, con đi lấy cái thìa thì ăn nước canh. Ơ, đây cho chị với. Cơm đây nào. Thảo ạ. Con sẽ ăn cái tôm thịt trước. Thử xem. Mời mẹ, con mời mẹ. Mời Thùy Giang nha. Các con chưa ăn xem tay nghề của chị Hồng Anh nấu á. Thịt. Để cái bát này cũng có gì cả. Để con đổi. Vị sao? Thế chị Hồng Anh không chấm. Thịt hơi mặn mặn nhưng mà ăn cùng cơm thì vừa mẹ. Cơm là vừa mà. Ba chỉ ngon không? Đây là đoạn ba chỉ ngon nhất đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái thịt này chắc giống thịt kho nhỉ mẹ? Ờ. Phải cắt hơi giống thịt kho. Cái này mẹ phải cắt lát đúng không? Đúng rồi, đang cắt lát thì mỏng quá. Như này ngon không? Này, hai đứa ăn bí vào đi cho nó mát ruột. Vâng. Ăn thử một cái.
ký thì bát á. Lâu lắm con không ăn bí luộc, mà bình thường có con cũng không ăn. Hai đứa cũng thích ăn bí luộc à? Không, con chỉ thích ăn canh. Rau luộc thì mát dần nhưng mà ăn nó cứ nhạt nhạt mẹ. Nhưng mà ăn luộc này nó mới không béo, nó là giảm cân đấy. Ăn này không phí nữa lại ăn giống mấy kẹo với là các thứ không nữa. Ăn thịt nữa. Ăn thịt với cả ăn rau nhiều cũng được nhưng mà ăn cơm ít thôi thì nó đỡ béo. Mẹ có đông khách không mẹ? Cũng bình thường thôi vì hôm nay trường của mẹ nghỉ ấy. Thành ra là giảm vắng á. Hồng Anh cũng đỡ mẹ được một chút. Nên sáng sáng thì mẹ đi, chị không gọi em luôn. Chị có gọi em mấy câu mà nhưng mà em cứ không muốn đi. Thôi chị kệ em ngọt phết đấy mà. Chị mà gọi thêm công nữa chắc em đạp cho chị cái. Em mà dám đạp chị á, à? Em mà đạp chị chắc chị cũng tát lại em luôn. Thế em quên rồi à? Lần trước chị gọi em xong em đạp cho chị cái xong rồi lúc dậy em bảo là đang mơ còn gì. Chắc em mơ thật đấy. Mơ gì mà đạp chuẩn đấy. Mẹ bí xanh này mẹ cho thêm miếng gừng thì nó thơm hơn. Cái canh bí thì ngọt thì ngọt đâu. Mẹ cho vào bí chính rồi. Các mẹ thêm gì nữa. Thì đang thấy Hồng Anh cầm cơm ngon không? Sao nhỉ? Mảng to. Thế á? Thêm một ít nữa. Khéo hơn à? Con ăn một bát thôi nhưng mà thôi. Tại vì canh ngon. Hôm nay ngon quá đúng không? Cơm này hôm nay ăn thịt thì ngon. Ăn rau gì cũng được. Không biết. Chủ yếu là canh nhỉ. Có cái canh này được. Có ăn mùng tơi không? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà có biết canh rau cải thôi mẹ. Thế thì nấu canh rau cải. Thịt xay đấy. Chiều có một ít để có khi cho bạn nấu canh để nó ngon. Anh cứ sợ cho nhiều nước mắm mặn đấy, không có mặn đâu. Mà hai đứa đặt cái gì đấy? Không biết, chị may làm cái sao? Xem kỹ hàng mà không có lại đến lúc lại nhầm. Không nhầm. Đây các bạn ơi, hàng Shopee của mình mới về. Hàng của đây mình là thế. Đây là kính của Nghĩa, không phải của mình. Đây là cái bảng hát sáng của mình. Cái bảng này dùng để scan tranh. Ý là mình sẽ có hai tờ giấy, một cái bản là phác thảo, mình sẽ đè một tờ giấy khác lên để đi lại cái nét của bản phác thảo đấy cho nó sạch hơn. Đây là kính. Các bạn có thể thay gì nhỉ? Kính cận vào trong. Tờ giấy hướng dẫn. Ta thử. Ta-da. Mình vừa chờ một tí. Nếu mà các bạn thích sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phía dưới, các bạn có thể vào ủng hộ mình nhé.